rồi. Cho gì đó gợi ý đi. Chị Thanh à, bước lên. Cái vậy sao chị? Đó chiều cao. Đó chiều cao. Đừng có mày mà. Đó chiều cao. À cái gì? Tình yêu hả? Ồ hai người yêu nhau rồi. Không phải, hâm mộ em hả? Đập đông gì đó. Bậy bạ. Đây khách mời. Khách mời quá. Chọn một cây đi. Thấy đoán sai là quánh. Cái tướng nó vậy chưa đủ đô sao còn giao cái chị gì cho nó nữa. Em biết rồi, em biết khách mời rồi. Đây là em đáng không là Minh Anh đúng không? Rồi ra luôn cho khách mời xử. À trong ở chung viên Minh Anh chung chị. Chung chiến dịch trong ế với bà. Dạ luôn. Có nào nè. Cơ bắp. Chung với bà. Trời ơi chung với bà, chết. À. Đá bào chung với bà. Đá bào. Đá màu. Cái gì? Có màu chung với bà. Cái màu. Cái màu hả? Ủa màu gì vậy? Màu xanh hả? Có liên quan tới bà. Có liên quan tới bà. Em tên Trinh đúng không em? Em tên Ngọc Trinh mà đã có bánh rồi. Trời ơi, mà có bánh rồi. Không, ta đổ chữa sao bánh được. Liên quan tới tôi không? Có luôn. Có luôn hả? Phần thứ ba. Thứ ba. Có màu chung với bà. Có màu chung với tôi. Ba đồng hồ với Thanh. Yêu Thanh. Yêu luôn, cái mày không ngon nữa, yêu luôn. Yêu luôn rồi thằng lại cho anh nó xuống sàn. Thế là hỏi coi. Mày biết chị là ai không? Biết. Mày liên quan gì đến chị không? Gặp chị một lần rồi. Gặp một lần mà dám đánh. Rồi thôi. Một lần mày ghê quá. Ý là biết gặp một lần. Vậy không, không. Gặp một lần mà chị dễ dãi quá. Để đi đoán coi. Rồi đi coi coi. Cái gì? Chương 3. Không hiểu cái màu trong với tôi là cái gì vậy? Cái màu. Tôi không hiểu có hay không? Cho tôi đoán Lý Bình đi. Mày xấu dữ vậy. Quên đi. Em ấy đi. Có màu chung với em. Tôi làm màu gì có màu mà. Màu xanh lá. Có màu xanh lá. À, à. Chung đội với em hả? Ở cuộc vui kỳ thú hả? Thôi bây giờ cứ nói. Đánh lại đi. Rồi đi mặt. 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 Bây giờ Tham chưa đoán. Không, bây giờ Tham gợi ý đi. Gợi ý đi. Cuối cùng đi. Sao tất cả. Sao tất cả kìa. Sao tất cả. Về với người ta đi. Eric hả? Em ơi, hả? Em ơi, từ nãy giờ cho anh xuống xác này quá. Ta yêu em đó, người ta muốn là sao tất cả là về với em. Em nghĩ ra đi. Bỏ tôi đi, tôi đang để cho tôi. Cái nghề của bạn phải bác sĩ không? Người yêu tôi đang Hà Nội mà đâu đây.